Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 4 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt tiếp tục gây ra tàn phá ở các thành phố và khu vực nông thôn ở miền Trung Trung Quốc vào sáng ngày 4 tháng 8, giết chết người dân khi họ còn đang ngủ say. Nước lũ dâng cao tới 3,5 mét tại thị trấn Lưu Lâm của tỉnh Hồ Bắc sau trận mưa lớn bắt đầu từ hôm 1 tháng 8. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, trận mưa xối xả khiến hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị hư hại. Các nhà chức trách cho biết đã có 21 người bị thiệt mạng cùng với 4 người mất tích. Một nhà phân tích nói với The Epoch Times rằng con số đó có thể không phản ánh tổng số thương vong thực tế, vì chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thường cắt giảm số liệu khi báo cáo thấp nhất về thương vong do lũ lụt. Một người dân thường họ Lý cho biết còn rất nhiều người bị chết nữa. Trao đổi với The Epoch Times, anh nói rằng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Một nhân viên cứu hộ dân sự nói với The Epoch Times rằng số người chết thực sự vẫn chưa được biết. Nước lũ lên quá nhanh, lên tới hơn 3 mét, hiện chúng tôi đang làm sạch lớp bùn dày. Vào lúc 22 giờ ngày 1 tháng 8, cơ quan khí tượng địa phương đã ban hành báo động đỏ nghiêm trọng nhất ở Lưu Lâm với lý do mực nước lớn đổ bộ vào khu vực. 5 giờ sau, một trận lũ quét qua thị trấn khi người dân nơi đây còn đang ngủ. Các tầng đầu tiên của tất cả các tòa nhà dọc theo một con đường ở trung tâm thị trấn đã bị nhấn chìm ngay sau đó. Một chủ cửa hàng họ Chu thuật lại, chỉ nửa giờ trước khi lũ lụt xảy ra, chính quyền đã bắt đầu sử dụng loa phóng thanh của xe cảnh sát để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên, anh này phàn nàn rằng lời cảnh báo đã đến quá muộn. Trao đổi với The Epoch Times, ông chủ Chu nêu rõ, nhiều người dân đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vào ngày 1 tháng 8 nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Anh Chu cho biết thêm, còi báo động của cảnh sát có thể đã không đánh thức được một số người do cơn mưa như chút nước. Anh ấy nhìn nhận, nếu có thêm nhiều sĩ quan hơn có thể đánh thức người dân qua loa hoặc gõ cửa, nhiều người khác sẽ thoát khỏi trận lũ lụt. Anh nói, không còn gì ở trong cửa hàng của tôi bây giờ. Tất cả đã biến mất cùng với lũ lụt. Một hộ gia đình đều bị thiệt hại. Tôi không biết liệu mình có thể nhận được tiền bồi thường hay không. Anh Chu hiện đang trú ẩn tại một trường học. Trận lụt kinh hoàng đã làm hư hỏng nguồn cung cấp điện và các phương tiện giao thông bị ngừng trệ. Truyền thông nhà nước China Daily dẫn nguồn tin từ văn phòng khẩn cấp tỉnh cho biết ước tính thiệt hại lên đến hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt theo mùa, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng với những trận mưa xối xả từ trung tâm đất nước đến tận Bắc Kinh. Tháng trước, 12 triệu người ở một thành phố miền Trung khác là Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu lượng mưa lớn trong 3 ngày, tương đương với lượng mưa trung bình của một năm. Các nhà chức trách báo cáo có hơn 300 người chết vì lũ lụt, cùng 50 người mất tích. Người ta nghi ngờ dữ liệu chính thức về số người tử vong do trận lũ lụt này, vì chính quyền đã phải điều động các quân đội và cảnh sát để bảo vệ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đó là một đường hầm dài 2,5 dặm, khoảng 4 km đã bị ngập trong nước trong vòng 5 phút. Các nhà báo nước ngoài đưa tin về một đoàn tàu ngầm bị nhấn chìm trong trận lũ lụt này, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc truy lùng và sách nhiễu. Chế độ độc tài này cũng đã bắt giam một nhiếp ảnh gia truyền thông nhà nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cấm người dân để tang những người đã bị chết đuối ở lối vào của một ga tàu điện ngầm. Dự báo sẽ có thêm mưa lớn trên khắp miền Đông và Nam Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam. Trung tâm Khí tượng Quốc gia của nước này cho biết vào ngày 4 tháng 8, tổng cộng có 6,86 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn gây ra ở tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết hôm 14 tháng 7. Những trận mưa như chút nước ở tỉnh này đã khiến 24 người thiệt mạng, theo Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh cho biết. Khoảng 20.100 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng và khoảng 600.000 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lớn. Theo số liệu thống kê chính thức, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 17,36 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Tính đến nay, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu 5 trận mưa lớn trong năm nay với lượng mưa tích lũy là gần 1.300 mm. Việc tái thiết sau thiên tai sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay. Và những người bị mất nhà do lũ lụt sẽ được chuyển đến nhà mới hoặc nơi ở an toàn với sự giúp đỡ của chính phủ trước lễ hội mùa xuân vào giữa tháng 2 năm sau, theo Sở Quản lý Khẩn cấp của tỉnh Hồ Nam. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc từ trước đến nay vốn nổi tiếng với việc nói mà không làm, nên chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được sự trợ giúp khẩn cấp về lũ lụt này có thực sự diễn ra hay chỉ là tuyên truyền. Chu Diệp, một thành viên đến từ tỉnh Hồ Nam lân cận, nói rằng
họ đến từ ngôi nhà bị lũ lụt tàn phá để xem có ai bên trong không. Sau đó, họ đưa người dân đến một khu vực an toàn hơn, nơi các tình nguyện viên địa phương tiếp quản. Chính quyền hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không xuất hiện, Chu nói với The Epoch Times. 2 ngày 2 đêm là khoảng thời gian mà hơn 400 dân làng ở một thị trấn ngập lụt ở Trung Quốc đã dành để xây tường của một con đập để bảo vệ họ khỏi lũ lụt. Giờ đây, chính quyền đã phá bỏ nó chỉ trong vài giờ. Khi dân làng phản đối, chính quyền đã xịt hơi cay vào mặt họ. Khi công trình bị phá bỏ, không còn gì để cản trở dòng lũ quét qua ngôi làng và nhấn chìm hoa màu trong nước sâu hơn 1 mét, đồng thời gây mất điện và nước. Một cư dân là Vương Diên đã khóc khi kể lại với The Epoch Times cảnh tượng tuyệt vọng ở ngôi làng Kỳ Môn, quê hương của cô thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, hiện đang bị ngập lụt bởi lũ lụt. Những gì tôi đang nói đều là sự thật, nhưng nội dung này không thể được đăng trên Douyin. Cô nói trong một cuộc phỏng vấn đề cập đến tên tiếng Trung của ứng dụng chia sẻ video TikTok. Chính quyền cũng đã xả thêm nước từ thượng nguồn, theo Vương và một số người dân làng khác là Lý Lương, người đã mô tả hiện trạng của ngôi làng như một hòn đảo đơn độc. Người dân chúng tôi chỉ hy vọng là thượng nguồn xả ít nước hơn và không hành động quá nhanh để hạ nguồn có thời gian rút bớt nước. Vương nói và cho biết nếu không thì dân làng sẽ chết trong lũ lụt. Theo số liệu chính thức, cho đến nay, lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 12,9 triệu người, tương đương 1/9 người trong tỉnh, và phá hủy khoảng 267.000 ha hoa màu. Theo Vương và nhiều người khác, việc chính quyền không hỗ trợ ứng phó với thiên tai khiến thảm cảnh của họ vô cùng trầm trọng. Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc do chính phủ hậu thuẫn, không trực thuộc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cũng đã phải đối mặt với những cáo buộc về sự thiếu minh bạch. Khâu Khải, một doanh nhân ở Trịnh Châu, Thủ Phủ và là thành phố lớn nhất ở Hà Nam, ban đầu thấy Hội Chữ thập đỏ chọn gửi các gói cứu trợ lũ lụt thay mặt cho một liên minh các doanh nghiệp. Sau khi nói chuyện với một số người quản lý tại Hội Chữ thập đỏ Hà Nam, anh ta đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ tương đương với 3,5 tỷ đồng. Theo thỏa thuận rằng, anh ta sẽ có quyền kiểm soát cách chi tiêu số tiền. Nhưng sau khi tiền được gửi đi, tất cả những gì anh nhận được chỉ là biên lai của tổ chức. Thất vọng, anh ấy đã yêu cầu người quản lý của một tổ chức từ thiện hoàn lại tiền và được họ trả lời rằng họ bất lực và không thể xử lý được. Có lẽ là năm sau, người đó nói với Khâu Khải, anh ấy đã phải thất vọng hủy tài khoản quyên góp. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc trong nhiều năm đã gặp khó khăn với các vấn đề về uy tín. Nó đã phải vật lộn để giành lại lòng tin kể từ năm 2008, khi quản lý sai các quỹ quyên góp dành cho những người sống sót sau trận động đất 8,0 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Đông Nam Trung Quốc. Khâu Khải đã mua thuyền, máy bơm nước, áo phao và dây thừng với tổng trị giá hơn 50.000 nhân dân tệ, gần 180 triệu đồng và dự định quyên góp cho chính quyền địa phương. Nhưng lần nào anh ấy cũng bị từ chối. Anh nói với The Epoch Times rằng không có ai ở đó để nhận hàng, không có ai tiếp nhận và ký nhận các món đồ quyên góp được. Anh nói với The Epoch Times đã một mình chờ tại một trung tâm quản lý tình trạng khẩn cấp 7 giờ đồng hồ. Cuối cùng, anh gọi cho thị trưởng thành phố và các quan chức khác và bị từ chối. Một trong những quan chức nói với anh rằng thành phố bây giờ tương đối ổn định và bạn có thể gửi những món đồ đó đến nơi cần chúng hơn. Tôi đã nói chuyện cho đến khi kiệt sức. Khâu Khải nói, phần lớn các gói hàng cứu trợ hiện vẫn đang nằm trong nhà kho. Hàng chục đội cứu hộ tự phát của người dân đã đến tỉnh để đề nghị giúp đỡ. Trương Diệp, một thành viên đến từ tỉnh Hồ Nam lân cận, nói rằng họ đến từng ngôi nhà bị lũ lụt tàn phá để xem có ai bên trong không. Sau đó, họ đưa người dân đến một khu vực an toàn hơn, nơi các tình nguyện viên địa phương tiếp quản. Chính quyền hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không xuất hiện. Trương nói với The Epoch Times rằng người dân trong làng đã nhiệt tình chào đón họ. Chương trình cho biết thêm rằng trẻ em địa phương đã đóng vai trò là hướng dẫn viên của họ. Ngày 3 tháng 8, với sự giúp đỡ của dân làng, đội của anh ấy đã giải cứu khoảng 236 người bị mắc kẹt trong ngôi làng, một số người ở trên mái nhà của họ. Mọi người chỉ đường cho chúng tôi chỉ việc chạy đến bất cứ nơi nào cần thiết, Trương nói. Vào tối ngày 2 tháng 8, khách sạn bị nước lũ tràn vào khiến Trương và nhóm của anh phải sơ tán. Họ di chuyển đến một trạm xăng nằm ở điểm cao nhất của ngôi làng. Người dân địa phương đã gửi chăn và trứng luộc cho họ. Dân làng không muốn chúng tôi rời đi và chúng tôi cũng nói với họ rằng chúng tôi sẽ ở lại để hỗ trợ họ, Trương kể lại. Anh và đồng đội chìm vào giấc ngủ ngắn. Khi tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng, ai cũng đều được đắp chăn. Họ vô cùng cảm kích sự chu đáo của dân làng. Thưa quý vị, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, lượng mưa trung bình lớn nhất tàn phá miền Nam và miền Đông Trung Quốc trong hơn nửa thế kỷ đã gây ra lũ lụt, phá hủy nhà cửa, mùa màng và buộc gần 80.000 người phải sơ tán. Truyền hình Trung Quốc đưa tin theo dự báo, mưa nhiều hơn sau khi lượng mưa trung bình ở các khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này
được ghi nhận cao hơn 51% so với cùng kỳ những năm trước và lớn nhất kể từ năm 1961. Truyền hình nhà nước cho thấy hình ảnh của các tòa nhà ngập 1/2 và đường phố ngập nước ở một số khu vực bị thiệt hại nặng nhất. Xe lửa trên tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu đã bị trì hoãn sau khi nước dâng lên chặn một cây cầu ở tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc. Mưa lớn, lũ lụt gây thiệt hại 2,69 tỷ nhân dân tệ, tương đương 392 triệu đô la Mỹ. Với 126.100 ha đất nông nghiệp bị tàn phá và 1.600 ngôi nhà bị sập, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ước tính có tới 77.000 người đã được sơ tán. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm các tỉnh Hồ Nam và Giang Tây, phía Nam Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc và các khu vực phía Bắc ở Quảng Tây. Theo dự báo, ba khu vực đầu tiên sẽ trải qua cơn mưa xối xả mới vào ngày 2 tháng 8 và 3 tháng 8, bao gồm tỉnh Hồ Bắc, An Huy và tỉnh Ký Châu. Cũng theo dự báo, sông Dương Tử ở tỉnh Giang Tây sẽ vượt mức cảnh báo lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 4 tháng 8, trải qua lượng mưa lớn kéo dài đến ngày 6 tháng 7, đài truyền hình Trung Quốc đưa tin. Thời tiết khắc nghiệt đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc với nhiệt độ ở một số nơi đạt kỷ lục trong năm nay. Các quan chức thời tiết đã cảnh báo vào đầu tháng 8 rằng lượng mưa ở miền Nam đất nước này có thể vượt qua mức trung bình từ 30 đến 70% trong khoảng thời gian 10 ngày. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!